Chỉ bạn cách làm bó hoa tặng thầy cô 20 tháng 11 chưa tới 10k nè. Đầu tiên chuẩn bị một tờ giấy rồi vo tròn lại như này nha. Lấy thêm một tờ giấy nữa bao xung quanh rồi vo tròn tiếp cho to hơn nè. Sau đó dùng băng dính quấn xung quanh cho chắc chắn nha. Tiếp đến bạn lấy kẹo rồi dùng băng dính hai mặt dán xung quanh. Kẹo loại nào cũng được, nhưng lựa loại có vỏ màu hồng hoặc đỏ sẽ xinh hơn nè. Bạn nhớ chừa lại một cái lỗ nhỏ để lát gắn cán cầm vào nha. Bây giờ lấy một tờ giấy rồi cuộn lại thành cái que. Dùng kéo xoáy tạo thành một chiếc lỗ để lát cho que cầm vào. Bây giờ dùng keo và gắn que vào bó kẹo. Giờ mình sẽ bó hoa lại bằng khẩu trang. Đầu tiên cắt bỏ hai đầu và hai bên đi để được các mảnh hình chữ nhật như này nha. Bây giờ bạn cứ lấy các mảnh hình chữ nhật và xếp xung quanh bó hoa, lấy hai mảnh màu trắng và xếp đối diện nhau. Tiếp tục lấy hai mảnh màu trắng và xếp vào phần trống hai bên. Sau đó xếp các mảnh màu xanh xung quanh đan xen nhau. Dùng phần dây của khẩu trang và buộc cố định lại. Bạn nào có ri băng thì có thể buộc thêm chiếc nơ cho xinh nha. Vậy là xong rồi đó. Cùng ngắm thành quả với mình nào. Xinh xỉu luôn. Chúc các bạn thành công nha. Bye.